Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Và cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã ở nhà và nghỉ để mà chống dịch. Thì thời điểm hiện tại thì chúng ta đã bắt đầu trở lại một cái trạng thái bình thường mới. Thì mọi người cũng đã bắt đầu tất bật với những cái công việc của mình. Thì đối với những cái tín đồ yêu âm nhạc, những ai yêu âm nhạc thì sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà thì chúng ta muốn có một cái không gian để chúng ta có thể tận hưởng thư giãn với những cái bài hát mà chúng ta yêu thích. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể đầu tư những cái thiết bị cho nó hợp lý để tạo ra một cái không gian nghe nhạc nó chất lượng nhất có thể. Thì ngày hôm nay Thiên Vũ sẽ làm một cái clip để chia sẻ với mọi người là những cái điều cần biết trước khi mà mọi người sắm những cái thiết bị nghe nhạc. Thì cái clip này chủ yếu là sẽ dành cho những ai mới bước vào trong ngành nghe nhạc. Chưa có nhiều kiến thức về cái lĩnh vực âm thanh này thì mọi người nên xem để tham khảo để có thêm được cái sự lựa chọn cho mình nó ok nhất. Còn đối với những ai đã trong ngành âm thanh nghe nhạc đã lâu rồi thì mọi người có thể nghe, và nếu mà mình có nói sai điều gì thì mọi người có thể đóng góp ý kiến bằng cái việc comment dưới cái clip này, để chúng ta cùng tạo ra những cái kiến thức nó có giá trị nhất có thể. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái vấn đề ngày hôm nay. Đó là những điều cần biết trước khi mà chúng ta sắm một cái bộ dàn nghe nhạc. Ok, thì đầu tiên chúng ta cần phải xác định được cái gu nghe nhạc của mình. Thì theo mình sẽ chia làm hai gu nghe nhạc chính. Đó chính là gu nghe nhạc nhẹ và gu nghe nhạc mạnh. Thì đối với gu nghe nhạc nhẹ là đối với những cái dòng, những ai mà thích nghe những cái dòng nhạc như là nhạc bolero, nhạc pop ballad, nhạc giai điệu hòa tấu, những cái âm thanh nhẹ nhàng. Thì đối với những ai đang thích những cái dòng nghe nhạc này thì chúng ta nên lựa chọn những cái dòng loa có thương hiệu như là Biga hay là Calip. Thì đây là những cái thương hiệu nó nghiêng về cái tính âm chép với lại tiếng vocal nó sẽ ok hơn cho mọi người. Còn đối với những ai mà yêu thích những cái dòng nhạc mạnh như là nhạc rap, nhạc rock, nhạc club thì mọi người có thể lựa chọn những cái thương hiệu như là Bo hay là CBL. Và tất nhiên ở đây là mình chỉ nói về cái quan điểm cá nhân của mình đối với những cái thương hiệu đó. Thì trong những cái thương hiệu đó nó cũng có sẽ có những cái dòng loa tách biệt cho mọi người để mọi người có thể lựa chọn. Sau khi mọi người xác định được cái gu nghe nhạc của mình thì điều tiếp theo mọi người cần phải xác định được cái không gian mà mọi người muốn để những cái thiết bị đó vào. Thì về không gian thì đầu tiên mọi người xác định được cái diện tích không gian trong căn phòng của mình là bao nhiêu. Mọi người xác định được chiều dài, chiều rộng, chiều cao của căn phòng của mình. Thì cái điều này giúp cho mọi người xác định được công sức để mà mọi người mua những cái thiết bị nó hợp lý hơn, nó phù hợp hơn. Ví dụ như mọi người có một căn phòng tầm 10 đến 15 mét vuông nhưng mà mọi người mua những chiếc loa có công suất 200-300W thì đâm ra mọi người không có sử dụng hết và mọi người gây cái sự lãng phí nó không cần thiết mà nó không mang lại hiệu quả. Và sau khi mà chúng ta xác định được diện tích thì tiếp theo là chúng ta xác định được cái vị trí để mà chúng ta đặt những cái loa đó ở đâu. Ví dụ như mọi người muốn đặt những cái chiếc loa lên bàn hay là lên kệ sách hay là lên trên những chiếc tủ thì mọi người chọn những chiếc loa nhỏ gọn như là loa bookshelf. Còn đối với những ai đang có một cái không gian nó rộng hơn, nó lớn hơn, mọi người muốn tạo ra được một cái âm hình nghe nhạc nó ok hơn thì mọi người có thể chọn những cái loa cột, loa đứng để mọi người nghe nó có một cái không gian, một cái âm hình nó ok hơn. Và tiếp theo thì chúng ta xác định được cái ngân sách mà chúng ta muốn đầu tư vào để mà chúng ta có một bộ dàn nghe nhạc ok. Thì bởi vì những cái dòng loa nghe nhạc hiện tại thì nó có mức giá rất là phổ biến, mười mấy triệu cũng có và lên tới vài chục triệu, vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ vẫn có. Cho nên là mọi người nên xác định được cái mức mà mọi người đầu tư để mà có thể sở hữu được bộ dàn. Ok, thì sau khi mà mọi người xác định được cái chi phí mà mọi người có thể đầu tư vào những cái bộ dàn, những cái thiết bị thì mọi người có thể lên website để tìm kiếm thông tin những cái sản phẩm mà mọi người sẽ chuẩn bị mua. Thì mọi người có thể lên website thienvu.com.vn để mọi người vào cái danh mục sản phẩm, xong mọi người chọn vào cái bộ dàn nghe nhạc. Thì ở trong đây Thiên Vũ đã phối ghép sẵn những cái cặp loa cùng những cái âm ly để mọi người có thể dễ dàng để mà tìm kiếm, để mà lựa chọn hơn cho mình. Và sau khi mà mọi người chọn được cái sản phẩm mình đồng ý thì mọi người có thể lên kênh YouTube để mà mọi người xem thử cái review, những cái tính năng của nó.
cũng như là mọi người có thể gọi điện thoại trực tiếp đến những cái bạn kỹ thuật, thì những cái bạn này sẽ gửi cho mọi người xem những cái thông tin về cái sản phẩm đó, và cũng có thể gửi cho mọi người những clip thu âm trực tiếp để mọi người nghe thử, trải nghiệm thử. Và nếu mà mọi người cảm thấy ok với cái chất âm của cái sản phẩm đó mang lại, mọi người muốn đến cửa hàng để mọi người tham khảo, để mọi người nghe thử một cách khách quan, ok, thì mọi người cứ việc đến cửa hàng và bên mình sẽ hỗ trợ cho mọi người nghe thử chất âm của những cái bộ dàn. Và nếu mà mọi người sau khi mọi người ưng, ok, thì mọi người có thể an tâm để mua những cái sản phẩm đó. Và đây là những cái kiến thức mà rất là bình thường và mình có thể chia sẻ với mọi người. Và thực sự là đối với một số bạn thì cũng đã biết rồi, thực tế thì vẫn còn một số bạn vẫn chưa biết được những cái thông tin như vậy. Thực tế là có một câu chuyện là có một người anh của mình, ảnh muốn mua một cái bộ dàn nghe nhạc, thì ảnh ra cửa hàng ảnh mua một cái lo nghe nhạc về, mức giá đâu cũng trên 30 triệu. Sau khi mà ảnh về ảnh nghe thì ảnh lại thấy không hay, xong rồi anh lại tiếp tục, ảnh lại ra cửa hàng ảnh mua thêm một chiếc lo giống như vậy nữa, nghĩ là mua thêm một chiếc lo nữa thì nó sẽ nghe hay hơn. Thì sau khi ảnh mua về hai chiếc thì ảnh nghe vẫn cảm thấy không hay. Xong rồi anh thấy mình có làm bên âm thanh thì anh mới nhắn tin anh hỏi là ủa sao anh mua hai cái lo về không hay. Thì nó chụp hình gửi mình thấy, thì mình thấy anh mua hai chiếc lo center. Thì rõ ràng là chức năng của hai chiếc lo center, thì một chiếc lo center thì nó cần phải có thêm hai cái lo full hai bên thì mọi người mới có thể nghe ok được. Chứ nếu mà mua hai cái lo center về thì nó cũng không có nghe hay, và cái mức nó cũng rất là cao. Thực chất hai cái lo center là cái lo mà chúng ta để có thể chúng ta xem phim, nó không phải dành cho nghe nhạc mà dành cho cái bộ dàn xem phim để mà phát ra âm thanh giọng nói á. Cho nên là khi mà mọi người sử dụng, mọi người mua 3 cái 4 cái mọi người nghe cũng nó cũng không hay. Khi mà mọi người không có những kiến thức như vậy thì mọi người mua những cái thiết bị nó không đúng, thì đâm ra mọi người vừa tốn tiền mà vừa mất công. Đơn giản như là cái trường hợp của anh mình, tốn 60 triệu mua, tốn hơn 60 triệu để mua hai cái lo center, trong khi đó là nếu mà anh mình có những cái thông tin, có những kiến thức này thì có thể là sắm 60 triệu đó có thể là sắm dư một cái bộ dàn nghe nhạc hay, những cái bộ dàn như là Calip, như là Biga nghe nhạc rất là ok, rất thoải mái luôn, rất hay luôn. Đây là cái clip mà mình muốn gửi đến những anh chị nào mà mới chơi âm thanh để có thêm những cái kiến thức trước khi mà mình mua những cái thiết bị. Thì mọi người nếu mà thấy những cái thông tin mình chia sẻ nó hay, nó bổ ích thì hãy nhớ like, share, subscribe kênh YouTube của Thiên Vũ. Và nếu mà trong quá trình mình chia sẻ thì mình có nói sai điều gì thì mọi người có thể comment góp ý trong phần bình luận. Đội ngũ Thiên Vũ sẽ cùng mọi người trao đổi về những cái thông tin để tạo ra được những kiến thức nó hay hơn cho một số bạn, một số anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những clip sau.